Kem Glow Beta là một sản phẩm chăm sóc da phổ biến, nhưng có nhiều người thắc mắc liệu kem này có phải là kem trộn hay không. Thì câu trả lời là, kem Glow Beta không phải là kem trộn. Vì thành phần chính của sản phẩm an toàn và lành tính như vitamin C, glycerin, chiết xuất dễ cây nhân sâm và các dưỡng chất khác. Những thành phần này giúp trị nám, làm mờ vết thâm, kích thích sản sinh collagen và dưỡng da khỏe mạnh. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện nhiều hàng giả nhái trên thị trường rất nhiều. Nếu như bạn mua phải hàng giả nhái thì chắc chắn là kem trộn rồi. Vì kem trộn thường bao gồm nhiều thành phần không rõ nguồn gốc và không được kiểm soát chất lượng, đồng thời còn chứa các thành phần có thể gây mỏng da, dạng da, nhiễm trùng và gây thâm sạm da. Chính vì vậy, để bảo vệ làn da, bạn cần thận trọng khi mua sản phẩm. Hãy kiểm tra kỹ bao bì, tem chống hàng giả và các thông tin về sản phẩm trước khi mua. Nên mua kem Crowbemug từ các nhà thuốc uy tín hoặc các đại lý phân phối chính thức. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khi sử dụng, hãy ngừng sử dụng ngay và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc chăm sóc da, tránh các rủi ro không đáng có từ việc sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Khi sử dụng kem glow beta-MG không chính hãng, bạn đang đối diện với rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe da của mình. Đây không chỉ là vấn đề về việc sản phẩm có thể không hiệu quả trong điều trị, mà còn liên quan đến các tác động phụ có thể gây hại đến làn da bạn. Đầu tiên là việc da bạn có thể bị đỏ và sưng tấy. Kem không chính hãng thường chứa các thành phần gây kích ứng, dẫn đến tình trạng này. Đây là dấu hiệu rõ ràng của phản ứng dị ứng hoặc viêm da, và nếu bạn để tình trạng này kéo dài, có thể gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe da của bạn. Thêm vào đó, sử dụng kem giả cũng có thể làm tăng nguy cơ mụn phát triển, đặc biệt là các loại mụn không thông thường như mụn đỏ, mụn mủ hay mụn nổi dưới da. Điều này có thể làm da của bạn trở nên không đều màu và khó chăm sóc hơn. Một vấn đề khác là hiệu quả điều trị của kem không chính hãng thường không ổn định. Nếu bạn đã từng thấy nám da mờ đi nhưng sau đó lại tái phát nặng hơn khi chưa dùng kem, đó có thể là do sản phẩm giả không cung cấp được hiệu quả lâu dài như kem chính hãng. Điều này cũng khiến cho da bạn trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Những tác hại này không chỉ giảm chất lượng cuộc sống mà còn có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho làn da của bạn. Chính vì vậy, mà bạn nên lựa chọn mua sản phẩm từ những nguồn uy tín và kiểm tra kỹ bao bì trước khi sử dụng để tránh những rủi ro không đáng có. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào của phản ứng phụ khi sử dụng kem, hãy ngừng ngay và tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời. Sức khỏe da của bạn cũng là vấn đề cần được chăm sóc đúng cách và an toàn nhất có thể. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc chăm sóc da, tránh các rủi ro không đáng có từ việc sử dụng sản phẩm kém chất lượng. việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng hãy để shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này